Thử thách OMB nha mọi người, để vô chọn cây OMB đã. Hôm nay là sẽ chơi với thử thách OMB. Trận đầu tiên là tôi sẽ bán cây nghệ sĩ tới thằng trước. Hãy ok, let's go vào trận đấu đầu tiên thôi. Chế độ sinh tồn, chiến đấu công cách chiến. Rồi đông nha, trận này đông cả trưởng luôn. Để tôi đông bán. Tét cái loại laptop giùm với. Đồ. Tét loại đi. Đúng rồi. Tiếng như to, cái bạn này qua bán liền tiếng như to mọi người ạ. Qua kia và lì cái không được nhờ. Tới trạm vật phẩm nào. Bình thường là cái được mà ta. Sao nó không tính chứ. Bình thường là khoai đó là cái ếch được ấy. Nhưng mà sao lúc mà nãy thì bán nó tính cái ếch. Chắc là không kịp nhờ. Đang mà B40 lên bãi đi anh. Hãy giờ không giờ không bữa nó lì leo mà B40 ấy, thì lì sẽ đăng lên bãi sao nha. Khu trên chắc là khu trên đông đó mọi người. Khu dưới thì bán có một cái bằng như hết rồi. Lúc đầu game nhảy đúng đông luôn nhưng mà không biết là bay đâu hết rồi. Có lẽ nào là khu trên không ta? Chưa có B90 nha. Hello mọi người mới vào nha. Thôi để lì lên khu trên lì coi thử các em nè. Farmat nè, Farmat thì clip lần trước làm rồi. K nè mọi người. Đâu quá, lì đang làm B90 mà. B90 được trận đấu đầu tiên rồi. Ủa sao đầu game nhảy đông lắm mà sao trên đây nó yên tĩnh vậy mọi người. À, có tiếng chừng. Tưởng là chắc bán không được rồi. Tôi cần trang bị. Trời nha. Ở trên này có một bản thôi hả? Thì nhớ là nãy lúc mà đầu game ba xuống là trong cái radar chết đúng đông luôn. Triple kill. Hình như có một bản thôi rồi à. Để đi xuống khu dưới kia và thử. À, ở dưới có với nhau, Ở dưới kia có với nhau à. Chắc là bán nhau cho máy bán hàng ấy. Tại vì khu dưới này nó có máy cứu chứ còn khu trời không có. Rồi. Đây để xuống dưới luôn. Rồi. Đông nha. 100 kill. Cái cỡi. Thanh liếm rồi. Thanh liếm luôn. Phần này bọn kia gục vậy cỡi. Như con người. Bài nổi cho nó trên nhà. Nếu mà dám công thì luôn hả? Thì tưởng pha này là cái bọn này phải lui về chạy chứ. Không có B90 rồi. Khu trên còn một này. Không có B90 luôn. Mà có thực ca. Ủa? Cái bọn trang dấu chấm nó mất tiêu rồi.
À, tới gần luôn rồi à. Hình như là một team hay sao ấy, phía trên có người nữa kìa. Một rồi. Phía trên đang xuống. Có vô nhà, thiếu. Lìa. Trời, trận này chưa có B90 luôn, B90 trận này kiếm ở đâu bây giờ ta? Mọi người có cách nào kiếm B90 trận này không nhờ? Bây giờ B90 có thể kiếm ở đâu được mọi người? Sao có tiếng cổng di chuyển ở chỗ này ta? Killing spree. Không có B90 luôn. Giờ kiếm B90 ở đâu mọi người? Trong cái cổng có không nhờ? Có người tới luôn. Trong nhà này có một này. Trước mặt lì có một mọi người ạ. Ủa, đâu rồi? Mới nghe mà. À, cuối nhà. B90 là to nha. Mọi người có cái nào không có B90 đâu? Ủa vậy hả? Thôi cầm UMB đỡ nha mọi người. Cầm UMB đi. Không có B90 thì cầm đỡ cái một cây UMB nhá. Ê, nhưng mà để sống cho ai hơi nguy hiểm quá không nhờ? Sao? Mấy thằng ông nội kia chuẩn bị xuống á. Nhưng mà không biết nó thấy lì chưa này. Nó thấy rồi, đúng nó ca kìa. Có một thằng mình trá. Một khóa nè. Mang lựu luôn đi. Khí móc trong luôn. Trận này cũng không có sống rồi. Ây, quá cháy nữa to rồi. Trận này cũng không có sống nên là lại bán xong luôn nha mọi người. Trận này không có sống, coi gì sang luôn đi. Còn đồng đội đâu rồi? Nhả ra ngoài nè, nhả vô. Đi bò đây. Nó đi bò rồi. Bây giờ mình xuống này mình lấy xe mọi người. Nó chạy vô bò rồi. Bây giờ mình đi hướng khó này ha. Đi hướng đó là nó cay chết đấy. Bây giờ chỉ còn cách khác mình đu cốc treo đi ha. Đu cốc treo. Ui, đu cốc treo thì cốc qua kia luôn. Nó đi hướng đó vô bò. Mình đi hướng ngược lại đi. Hai lần kia trong bò rồi mọi người. Thì không có súng mấy xa. Để mất cái súng máy xa rồi thì cầm mỗi cây UMB à. Người cho liền bán UMB nhá, tại vì không có B90. Kiếm không ra súng rồi.
nào cũng gặp nó vậy trời. Tha cho tao đi. Tha cho tao đi. Chó. Có thằng con cá nữa. Khó vậy trời. An tính ta, mình an tính mình lấy một cái cổng bây giờ hết. Tôi cần trang bị. Mấy bây giờ bo là gì đâu được. Mưa phải là gặp nó nè, bây giờ đi thẳng vô, ừ có keo trước mặt luôn là có người rồi. Cái này khó rồi. Bây giờ một hồn máu sao đó mình đi vô nhà gà đi ha. Nhà gà chắc vô được rồi mọi người. Nó chạy vô phía bên kia rồi. Ấy bây giờ mình đi về, mình đi sau nhà gà mình vô được. Chỉ còn đi thẳng vô là hết được rồi. Không biết là trong nhà gà có người không nữa nè. Má cầm một khẩu súng á, kiểu như dân nông vẽ trưởng thì gắm giống như gọi là game sinh tồn chứ. Thôi game này game sinh tồn mà quên. Hai bán nhau trên đồi rồi. Còn 14 hàng luôn. Đạn thì còn 100 mấy viên. Ui rồi thả ra đạn nữa chứ. Này từ từ. Để chết mất đi ha. Chờ đi nãy vô được á. Bây giờ chờ thẳng vô luôn ha. À đừng nãy tao. Trên đồi, nó ở trên đồi lắm. Rồi sao không có đạn gì trơn vậy ta? Bây giờ đi hướng này lên được nè. Nhưng mà bây giờ không lên đồi được, bây giờ chỉ ở đây thôi nha. Bây giờ mình lên đồi là không đi bo được mọi người à. Bây giờ ở đây thôi là đi xuống vòng mình ở dưới. Ví dụ mình ở dưới mái đồi thôi á. Chứ đi xuống dưới là nó bán á. Để cho tụi nó bán nhau ở trên đây tới nữa mình ăn hồi thôi. Anh ở trên sao là mà bây giờ mình đi ở đây được. Đấy, ở đây được nè. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Anh em tìm cho tôi có động lực lấy top 1 mọi người. Từ từ. Chơi đảo quân sự mới có. Ủa giờ hả? Đảo này không có bị chứ. Ủa thấy tôi rồi à. Thằng ông nậu kia thôi chứ. Ê. Tớ một, còn thằng cuối thôi, tớ một được. Ý mày. Mày chết không mày? Còn top 1 nữa đâu ấy. Hình như là top 1 ở trên đồi mọi người à. Top 1 được nha. Thằng cuối cùng ở trên đồi. Rồi. Đây, xuống tới nơi rồi. Yếu nè, sao mày đâu. Sao mày với thầy đâu. Sao mày thầy rồi em. Top 1. Yeah. Thành công rồi nhưng mà là UMP vẽ được chứ. Top 1 nha, xịn. Ủa nhưng mà đảo quân sự mới có B90 đó ta. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách. Ủa?
dữ rồi. Người này chăng? Không lấy hả? À. Bị cô dưới bán cái gì? Dominating. Nó bị dưới kia bán lên nữa mọi người ạ. Rồi dưới về mua, dưới về về đây cho chắc. Chăm nào cover em. Để nghe tiếng chân còn người mọi người. Tới trạm vật phẩm nào. Đôi nắp bán cho màu. Cứu em. Mấy vậy? Sao nó bốn rồi mà chưa lia? Gì kỳ ta? Cú đây à? Đi rồi. Trời, sao? Ủa sao nó cứu được vậy ta? Lý tưởng nào pha nó lia rồi chứ. Chơi gì 2 tiếng hơn vậy mà. Đang làm clip mọi người ạ. À. Làm xong thì nó được nghỉ. Trời để đi kiếm người nữa. Chờ mấy ngày ở dưới rồi ta. Giờ cầm một khẩu súng gần thôi nên là không đi xa được. Đứng mấy góc nào mà kiểu như là
có nhà để đứng ấy mọi người. Từ từ xuống qua cái cổng dịch chuyển hoặc là cái bể phóng, có gì đi bo. Không biết là dưới đây có người chạy bo lên không ta. Đấy, mua bể phóng cái cổng này ok rồi. Cái này đúng gọi là đồ đi bo đấy. Tới sáng đúng rồi, nào bán được top 1 rồi nghỉ mọi người. Không được top 1 rồi, tới sáng thiệt đấy. Chàm bán nghe mà im im ta. Bán mà không rủ luôn. Sát này là mấy cái sát liền vừa mới bán xong luôn. Ủa đi đâu rồi? À ngoài bo hả? Có người không ra ngoài bo đến vậy? À anh có xa anh đi rồi. Còn tu đi dưới đồng luôn quẻ chưởng. Cái này mày có tem 4 nó bán một cái là thôi rồi, thôi nhé luôn. Trăm được 4 rồi. Còn 8 thôi. Trời tôi với anh Trăm là còn 8 mọi người. Bây giờ đi qua bo bên kia là được đấy. Trận này top 1 rồi anh. Hy vọng là vậy nha. Top 1 là ọp luôn. À quên, top 1 còn trận thứ 2 đấy chứ quên. À từ. Trận 1 á thì bán cây nghệ sĩ tứ thần. Trận nghe thì sẽ bán cây cũng ăn nhau nhau nha. À có người rồi, đi qua 4 liếm. Chào bán cho mày này. Ủa rồi bán nó lên bàn thờ luôn rồi. Đây coi cái nhảy chạy vô thấy chú mới hồi xanh kìa, mới thấy nó mới hồi xanh xuống. Rồi chạy nhanh vậy. Ui rồi giật cái mình. Tại bình tĩnh hay quá anh Trăm ơi. Mà nó có anh Trăm cover liền rồi. Cái này đường sau lại đậu xanh nó móc lúc lót sau lưng. Không sao, tới 1 được. Còn tới 4 thôi anh Trăm. À hay có chim. Ui dồi, chim mà không bán rớt luôn rồi. Nó cứu là vậy là Trăm vẫn hoàn tím. Ê, bay nhầm rồi. Giờ bay đâu ta? Nửa nó ở phía trong chứ không phải là bán hoàn. Ê, tới 4 nha. Không, ở đâu? Ủa? Này nè. Ui, này cầm tỉa luôn. Mình cứu cho em. Rồi luôn, mấy hết rậu. Cho em đừng cứu, để em cứu nha. Dữ quá mọi người. Bây giờ đổi skin nè. Ok, top 1 thành công nha.